Alo, anh nghe chị. Dạ, rồi rồi. Dạ, lát chưa đem tính một mớ luôn. Dạ. Rồi, tiếp tục nào con. Con đọc lại đi. Picture là chữ ở. Picture là chữ ở nhé. Picture là chữ ở này. Classmate là chữ A con ạ. A. Rồi, pagoda là chữ ở. Center là chữ ở. Vậy thì rõ ràng ở đây con phải khoanh ở câu nào? Câu B chứ gì nữa? Đúng không? Đúng nguyên. Dạ. Rồi, tiếp theo. Chữ ờ hay chữ ơ kìa. Ờ, nào. Con mở cho mà nghe nó đọc nha. Bây giờ là chữ worse. Nghe nó đọc này. Worse. Worse là chữ ơ. Câu đầu tiên là chữ ơ đấy. Worse. Worse. Tiếp theo, thế giới là chữ vua luôn, chữ ơ luôn. À, cái gươm, cái kiếm nào. À, cái này đọc là sổ. Đâu rồi? Short. Short là chữ O con ạ. À. Short. Chữ W bị câm. Chữ O này đọc là O. À, tiếp theo. Worm. Con sâu này. Con sâu đọc này. Worm. 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 Rồi. Có 5 từ rồi. 4 từ rồi. Cái này đọc là words, words nha. Tiếp theo, cái thứ hai đọc là word là ơ luôn. Câu C đọc là short, short là chữ o. Còn câu D đọc là worm, đọc là âm ơ. Vậy thì ở đây con sẽ khoanh vào câu nào? Câu C nhé Nguyên. Rồi husband, husband, Boston, scissors, funny. Con chọn câu nào Nguyên? Husband, husband, Câu button. D. À, câu nào sai rồi? Husband là chữ ờ đấy. Button là chữ chữ V ngược các con. V ngược này, phiên âm quốc tế V ngược nè. C-shirt, C-shirt là chữ này đọc là ơ này. C-shirt, funny. Cho nên đấy con sẽ khoanh vào câu C nhá. Khoanh câu C cho cô. Rồi câu số 4 này, burn là chữ ơ. Shirt là chữ ơ luôn. Working là chữ ơ luôn. Và answer là chữ ờ. Vậy con khoanh câu nào? Khoanh câu D cho cô. Answer là chữ ơ, à chữ ờ. Answer. Còn mấy câu kia là chữ ơ. Rồi xuống dưới. Thirteen là chữ ơ này. Thirteen. Second. Subject. Problem. Second. Subject. Problem giống nhau. Trong đây là thirteen. Con khoanh ở câu A cho cô là chữ ơ. Thirteen. Rồi xuống bài dưới. Nhấn âm con. Reason. Reason nào. Reason là âm đầu. À. Mountain cũng là âm đầu luôn. Còn hai từ nữa. À, rừng này, mở rừng cho coi nhá. Forest. Nghe nó đọc rừng nè. Forest. Forest nhớ âm đầu con ạ. À. Còn cái khu nghỉ dưỡng ấy, khu nghỉ mát đó. À, khu nghỉ dưỡng, khu nghỉ mát đọc này nghe nè. Resort. 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 Nhá, resort đó, resort. Vậy thì ở đây con khoanh vào câu câu nào? Khoanh câu nào con? Hả? Đây Nào. Đọc lại, coi lại đi, cô đánh dấu cho con này đấy. là Đọc coi lại, cô đánh dấu rồi, dấu nhấn rồi, nhìn đây. Rồi. Câu D đọc là forest năm đầu này, nhìn đi con. Ok. Nào đọc lại. Reason là âm đầu. Reason. Resort. Resort là âm 2. Mountain là âm 1. Forest là âm 1. Vậy mà không biết chọn à? Chọn câu nào? Chọn câu nào Nguyên? Câu C cô. Âm 1 rồi. C đâu mà C? Coi lại đi, cô đánh dấu cho nào. Reason là âm 1. Resort là âm 2.
Mountain là âm 1, forest là âm 1. Chọn câu nào? Câu B rồi. Đúng rồi. Rồi tiếp tục đi. Xuống câu dưới nào. Cô đã đánh dấu cho con để con chọn rồi, con không chọn được nữa. Nào tiếp tục. Beside, believe. Rồi nào. Ở đây sẽ có 3 cái âm 2, 1 cái âm 1. Beside, bên cạnh. Đọc âm 2, nhấn âm 2. Beside, believe, enjoy, weather. Đấy. Chọn đi. Gọi không được cái chứ, lão già này. Nào, cô đánh dấu này, con nhìn dấu chưa? Beside, believe, enjoy âm 2 hết. Trong khi weather là âm 1. Weather. Ok. Câu nào? D. Ừ, đúng rồi. Rồi tiếp tục đi. Câu dưới, xuống bên dưới con. Understand. Understand là âm 3. Understand. Attitude. Attitude. Interesting. Photograph. Đấy. Lão già này không gọi được, không biết đi đâu rồi. Chọn câu nào con? Understand. Understand. Attitude. Interesting. Photograph. Chọn câu nào? Understand. Đúng rồi, 8A. Xuống câu 9 con. Bây giờ cái nào dễ làm trước này? Information là âm mây, bởi vì trước sần, nhấn trước sần. Rồi geography là âm 2 rồi này. Đấy. Occasional âm 2 này. Rồi participant là âm 2 luôn. Có một cái âm 3, 3 cái âm 2. Chọn câu nào? Chọn câu nào? Nhìn đi, nhìn lại đi rồi chọn đi. Cô đánh dấu cho con rồi. Information rồi. Đúng rồi, information. Information. Persuade. Persuade nhớ âm 2 này. Required âm 2 luôn. Progressive. Progressive âm 2 luôn. Còn cái từ kia nghe nó đọc này. Nghe máy đọc này. Rồi, nghe đọc nha. Fortunate. 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 Được chưa? Fortunate âm đầu con ạ. Fortunate âm đầu. Fortunate. Mà con khoanh câu nào? Khoanh câu nào? Fortunate. 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 Portrait. Declared. Progressive. Fortunate. Rồi. Số bài dưới 11, 12, 13 tìm chỗ bị sai nào. Suy nghĩ một chút nào. Rồi, tôi có một bữa tiệc nho nhỏ. À, rồi. Tối ngày mai, những ngôi nhà giáo viên. À, anh Việt Anh ạ. À, em thương á, ông Thắng có trên đó không anh? Rồi, tiếp tục. Đèo. Rồi, chúng tôi có một bữa tiệc nho nhỏ của một trong những người giáo viên của tôi, một trong những ngôi nhà của cô giáo vào tối ngày mai. Câu này làm sao ta? We have a. Ngày mai, tối ngày mai, tương lai mà xài have a đúng hay sai? Tương lai mà xài have a đúng hay sai nhỉ? Hả? Cái này sai nè. Cái này phải là we are having, cái này là có kế hoạch rồi. We are having, we are having. Rồi câu số 12. Câu số 12. Câu số 12. Đổ cái ly này trời ơi.
Câu số 12. Chỉ có hôm nay chúng ta học được học rằng hang động sao? Đóng cửa. Chỉ cho tới hôm nay thì chúng tôi mới được biết là hang động. Tỉ ra, tay áo lại ướt rồi. Trời ơi, cái gì mà thầy nghịch nước, nghịch nước là tay áo ướt nhé, mất dẹp ra ngày nào cũng thay đồ, ngày nào cũng thay áo. Chục lần. Anh thật đấy chứ. Trời thì mưa gió bão bùng như này mà cứ nghịch nước. Ốm hả? Không chịu nổi luôn. Rồi. Cái nào? Những cái hang động được đóng cửa cho tới sau Tết. Bây giờ con nhìn này, only đứng đầu câu, only đứng đầu câu nó mang nghĩa phủ định nhá. Thì chúng ta phải đảo ngữ đằng sau, cho nên ở đây chúng ta phải gọi là have. Là have đứng trước, we đứng sau. Have we, have we, have we. Trời ơi, gọi điện không bắt máy hết trơn à. Gọi điện nhờ mua đồ mà không bắt máy gì hết. Về nhà rồi còn mua gì nữa. Có sửa được không? Sửa được không? Đi mà ngồi trong đó mà không khẩu trang luôn, em sợ anh luôn á. Khiếp. Câu số 13 con suy nghĩ con. At the moment kìa. Giáo viên của chúng tôi dường như là không có hẹn vui ngay lúc này nhá. Bây giờ mặc dù at the moment là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn, nhưng mà những cái động từ giác quan, động từ giác quan á, động từ giác quan ví dụ như là lúc này, sim này, vân vân, thinh này, không chia ở thì hiện tại tiếp diễn, ở đây không thể là isn't seeming được. Chúng ta không bao giờ chia như thế, mặc dù là dấu hiệu của nó là tiếp diễn, nhưng mà chúng ta sẽ chia nó ở hiện tại thôi. Đó là seem thêm sờ. Chúng ta không thể chia những động từ giác quan ở thì hiện tại tiếp diễn nhá. Rồi xuống bài dưới đây. Tom và tôi sẽ đi tới bữa tiệc sinh nhật của Mary cùng với nhau. Bây giờ tiệc sinh nhật á, là có kế hoạch rồi. Có kế hoạch rồi à, plan rồi là kế hoạch nhá, kế hoạch. Kế hoạch rồi thì sao? Thì chia. Chia thì gì? Không có unique. Rồi. Có kế hoạch rồi á. Thì con chia cho cô thì hiện tại tiếp diễn, diễn tả tương lai, hiện tại tiếp diễn, diễn tả tương lai, hiện tại tiếp diễn, diễn tả tương lai nhá. Cho nên câu này con chọn câu nào nhờ Nguyên nhỉ? Câu này này, are going, hiện tại tiếp diễn, diễn tả tương lai á, are going á Nguyên. Được chưa? Xong rồi xuống câu dưới đi. Túng tôi sẽ... Em 15 e. Hả? Cái gì Nguyên? 15 e cô. 15A, chúng tôi sẽ thuyết phục cô ấy đi với chúng tôi, đúng rồi, mãi mới được câu. Câu 16 đây, kỳ học kỳ này ở trong cái môn địa lý chúng tôi sẽ học về sự thành lập của đá nào. Sự thành lập của đá con, mới làm chiều hôm qua xong, có một câu tương tự. Sự thành lập của đá. Nhan, sự thành lập của đá. May chẳng gì cô. Information, không phải formation, đúng rồi, câu D. Tiếp theo con, chúng tôi sẽ có một kỳ nghỉ, một chuyến đi, một chuyến đi 2 ngày để thăm chùa Hương. Cái nào nào? Chuyến du ngoạn, cái bài số 6 nào. Câu B nhá, du ngoạn nhá. Yeah. Sorry. Đây. Cousin. Chỗ câu 18 này, tôi biết rằng anh ấy sao? Anh ấy ngay lúc này này, at this moment là dấu hiệu của thì gì đây? Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn này. Hiện tại tiếp diễn này. Hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn. Rồi, đây là thì hiện tại tiếp diễn. Con chọn câu nào đây? I'm working. Không được. E-working. E-working. Sang câu số 19 này. Next Saturday. Cô ấy sẽ 16 tuổi vào thứ bảy tuần sau. Cô ấy sẽ 16 tuổi vào thứ bảy tuần sau. Chọn cho cô câu này. Will be. Will be tương lai. Câu 20. Chúng tôi sẽ đi gặp thầy giáo của chúng tôi vào ngày mai. Vì thế tôi sẽ đưa cho thầy ghi chú của bạn. Ngày mai sẽ đi gặp thầy giáo nè.
going to see, going to see. Nha. 21 nào. Lớp chúng tôi sẽ có một buổi picnic vào ở chùa thầy vào thứ bảy này và chủ nhật này tuần này. Đây là kế hoạch, lên kế hoạch rồi. Lên kế hoạch rồi các con sẽ xài câu nào ở đây nhá. Nếu ở đây là e having thì được này, nhưng mà am thì không thể được. Our class đâu có đi với am, ai đi với am. Bây giờ chỉ còn câu B hoặc C. E going to have hoặc là will has có được không? Đằng sau will phải là động từ nguyên mẫu, mà đây là will has không có được, cho nên chúng ta chỉ có hoặc câu C thôi, nên hợp lý. Rồi câu 22 mới làm hôm qua xong. Look at the dust cloud. Hãy nhìn đám mây đen kìa. Hãy nhìn những đám mây đen kìa. Rồi hãy nhìn những đám mây đen. Ừ, sắp mưa rồi. Có bằng chứng, có minh chứng, con sẽ chia thì tương lai gần cho cô. Có minh chứng tương lai gần. Ai quy quay giờ cô? Tương lai gần. Tương lai gần. Chọn câu nào? Is he going to rain? Is he going to rain con nhá. Tương lai gần là be going to còn động từ nguyên mẫu. Be going to còn động từ nguyên mẫu. Rồi sang câu 23. Cái format đó rất là mềm và trắng và hoàn toàn ngon. Đang nói về format thì chúng ta chọn delicious ngon. Rồi. Tiếp theo câu 24, bạn được phép, bạn không được phép đi cắm trại ở đây mà không có sự cho phép. Nha, bạn không được cắm trại ở đây mà không có sự cho phép nào. Sự cho phép đâu? Cái nào là sự cho phép? Bây giờ câu A là sự cho phép, permission. Câu B sự thuyết phục. Câu C sự bảo vệ. Và câu D là quyết định. Sự quyết định, ra quyết định. Chọn câu A nhé. Sự cho phép. Sự cho phép. Câu A, permission. Sự cho phép. Rồi sang câu 25. Có ổn không nếu mà chúng ta gặp nhau vào lúc 9 giờ? Đó có phải là thời gian mà tiện lợi cho bạn hay không? Bây giờ chúng ta có động từ to be rồi. Động từ to be thì sau to be sẽ là tính từ AZZ tính từ. Ở đây những cái nào là trạng từ thì chúng ta vứt đi. Đó là câu C loại vì có trạng từ, có ly là trạng từ. Hai câu này vứt. Chúng ta chỉ còn câu A hoặc câu B. Câu A hoặc câu B con. Convenience. Chữ cờ E này này. Chữ cờ E này là danh từ này. Cái này là sự tiện lợi nhá. Còn cái convenience này là tính từ này. Đấy, con chọn câu nào? Câu nào? Chúng ta đang cần tính từ con ạ. Convenient. Đúng rồi, convenient. Rồi, sang câu 26. With your kind với sự cái gì? Tốt bụng của bạn. Ở đây chúng ta đang cần một danh từ. Kind là tính từ rồi. Kind là tính từ rồi. Thì ở đây chúng ta đang thiếu một cái noun, một cái danh từ. Chúng ta đang thiếu danh từ. Với sự cho phép của bạn, tử tế của bạn, tôi sẽ đi gặp bạn vào ngày mai và có một buổi phỏng vấn về dự án mới mà bạn đang đảm trách, đảm nhận. Rồi, sự cho phép đâu? Danh từ đâu? Permission. Permission là danh từ. Sang câu 27, trẻ em nên được nuôi nấng dưới sự bảo vệ của bố mẹ nhá. Bring up là nuôi nấng, bảo hộ. Rồi, dưới sự bảo vệ của bố mẹ đâu? Sự bảo vệ đâu? Chúng ta đang cần một danh từ ở đây. Chúng ta đang thiếu danh từ và chúng ta phải tìm danh từ để điền vô cho cô. Danh từ đâu? Danh từ đâu? E. Không được, A là động từ. Protect, bảo vệ, động từ. Nào. Nhớ danh từ nó phải là sần. Protecti là tính từ. Là tính từ. Thường cái tờ I và E là tính từ. Protector là người bảo vệ, danh từ. Protection là danh từ, sự bảo vệ. Ở đây có hai danh từ mà khác nghĩa. Một cái là sự bảo vệ, một cái là người bảo vệ. Chúng ta đang chọn sự bảo vệ của bố mẹ nha, sự bảo vệ của cha mẹ. Chúng ta phải chọn câu D. Ok. Rồi câu 28. Chúng tôi luôn luôn lái xe cẩn thận hơn vào ban đêm. Bây giờ các con nhìn cho cô, cái drive này là động từ thường. Động từ thường, drive là lái xe, động từ thường. Và sau động từ thường thì con phải cộng với một trạng từ, as a verb, trạng từ. Trạng từ thì thường sẽ có cái ly đằng sau, có cái tiền, cái hậu tiền, cái tiền hậu cái đuôi ly á nhá. Đó là trạng từ thường có đuôi ly. Vậy thì con khoanh câu nào?
Nào câu nào Nguyên? Carefully. Carefully đúng rồi. Rồi sang câu 29. Họ thỉnh thoảng không đồng ý với đồng nghiệp của họ. Colleague là đồng nghiệp đó. Họ thỉnh thoảng là không có đồng ý với. Not in, chúng ta đang thiếu một danh từ. Chúng ta đang thiếu một nào, một danh từ ở đây. Con tìm cô danh từ. Danh từ đâu? Agreement là danh từ này. Agree là động từ. Agreement là danh từ. Agreeable là tính từ. Nhá. Rồi. Sang câu 30, 31, 32, 33 suy nghĩ đây. Cô sẽ dịch cho con vài câu. Optimistic, lạc quan. Lạc quan. Cô ấy rất là lạc quan. Cô ấy không bao giờ phàn nàn. Difficulty là khó khăn của cô ấy. Đấy. Rồi, năm 1955 thì Hawaii được sáp nhập vào nước Mỹ này. Cái này liên quan mạo từ. Khi mà chúng tôi ở bãi biển, chúng tôi hưởng gọi là tận hưởng thời tiết đẹp với nắng, ánh nắng, nhiều ánh nắng. Câu 33, this is the first time, đây là lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ở Scotland. Chúng tôi đi đến Scotland. Vì thế mọi thứ mới với chúng tôi. Rồi, 3, 4 câu đó suy nghĩ đi.
Rồi, tiếp tục nào. Câu nào nhỉ? Rồi, câu 30 con. Phàn nàn nó sẽ đi với giới từ about đấy. Nhá, phàn nàn về vấn đề gì đó, con sẽ xài about. Câu 31 nào. Hawaii chúng ta sẽ không xài mạo từ, nhưng mà nước Mỹ thì chúng ta sẽ xài mạo từ the. Hawaii là không xài gì hết, và nước Mỹ thì phải là the United States. Cho nên con chọn là câu C. Đâu được. Hawaii chúng ta không xài chúng ta không xài gì cả. Nè, không xài gì cả. Và xài the nè. Của A. Rồi tiếp theo đấy con. Rồi câu 32 đi. Khi mà chúng tôi ở biển ấy, biển, chúng tôi tận hưởng thời tiết đẹp cùng với ánh nắng, với thời tiết đẹp với nhiều nắng này, quýt nhá. Câu 33, đây là lần đầu tiên mà chúng tôi, lần đầu tiên thì ở đây chúng ta sẽ xài hiện tại hoàn thành cho cô. Hiện tại hoàn thành nhá. Câu C. Rồi xuống bài dưới con sẽ tìm từ đồng nghĩa. Ngôi nhà tranh được bao quanh bởi miền quê. Miền quê như thế nào? Miền quê xinh đẹp. Ok. Bên nhà con nghe thấy xe cứu thương không? Không có xe mèo hết cô. Không nghe hả? Nó chạy dầm dầm đó mà. Giờ chờ có xíu. Cái từ glorious đó, nó là đẹp á. À đẹp. Tráng lệ ha. Rồi. Câu số 35 con. Chị nghĩ câu 35. 35B. B đúng rồi, học kỳ. Hai cái này đúng như là học kỳ. Rồi xuống bài dưới tìm từ trái nghĩa con. Picturesque là đẹp như tranh vẽ đấy. Đẹp như tranh vẽ. E. Rồi, đẹp như tranh vẽ, câu A là đẹp, đang tìm từ trái nghĩa mà con. Tìm từ trái nghĩa, cô ấy được sinh ra và lớn lên trong một làng chài đẹp như tranh vẽ ở vịnh Hạ Long. Pretty là đẹp. Unattractive là không cuốn hút. Không cuốn hút. Dangerous là nguy hiểm. Nguy hiểm. À, wealthy là giàu có. Con tìm từ trái nghĩa, opposite. Mình là chọn câu nào? Câu nào trái nghĩa với picturesque? Câu B. Nha. Rồi, câu 37 đi. Câu 37 đi. Với anh ấy rất là mất tinh thần. Cái từ dismay này là mất tinh thần. Mất tinh thần. Buồn á, chán nản á. Tên của anh ấy không có trong danh sách, tức là thằng này đi thi hay đi phỏng vấn gì đó trượt rồi. Nhá, mất tinh thần. Chán nản. Chán nản. Thất vọng. Thất vọng là nghĩa của từ dismay. Rồi chúng ta có disappointment. Disappointment. Depression. Depression là chán nản này. Chán nản. Happiness là vui vẻ này. Pessimist. Tiếp vào hết pin. Ok, cái này là bi quan này. Disappointment. Giờ con chọn đi, trái nghĩa. Trái nghĩa với lại chán là gì, là vui. Trái nghĩa với chán là vui nhá.
Rồi, trang nghĩa với chán là vui chọn chỗ nào? Nguyên đâu rồi? Cô bơ, ê, cô sư. Rồi, nó làm gì lâu rồi ta? Số bài dưới đây. Do you have any intention of spending your holiday in Vũng Tàu? Bạn có dự định dành kỳ nghỉ ở Vũng Tàu không? Nó sẽ bằng với câu nào? À, cái từ dự định này nè, nó sẽ bằng going, intention. À, intention. Chờ xíu. Có người gọi. Tiếp đi con. Rồi. Con nhớ cho cô cái từ intention á, nó là tương lai gần đấy, dự định á nha. Mà tương lai gần thì con sẽ xài be going to, còn động từ nguyên mẫu cho nên A, B, C, D con chọn câu nào? Câu A này. Are you having intention of spending your holiday in Vũng Tàu? Câu B. Are you spending your holiday in Vũng Tàu? Câu C. Are you intending to spend your holiday in Vũng Tàu? Câu D. Are you going to spend? Are you going to spend? Cô nói rồi. Tương lai gần nào. Chọn câu nào. Tương lai gần. Có A cô. A sao được mà A. Đã nói là be going to. Nó phải có going to. Câu nào có going to. Tìm câu nào có going to á. A câu D. Đấy. Thấy going to chưa. Rồi. Câu 39. Công việc. À cái gì. Buổi phỏng vấn việc của Adrian là vào ngày 17 tháng 10. Vậy thì thằng cha này nó sẽ có một buổi phỏng vấn vào ngày 17 tháng 10. Bây giờ chúng ta sẽ viết lại nào. À, câu A coi nào. Adrian will be called for a job interview. Rồi câu B là Adrian is giving a job interview. Câu C, Adrian has an interview. Rồi câu D, Adrian is having a job interview. Bây giờ cái buổi phỏng vấn á, người ta đã xếp lịch rồi. Đã xếp lịch rồi, nó là kế hoạch rồi. Nó là kế hoạch rồi, tương lai. À, tương lai, kế hoạch trong tương lai, và chúng ta sẽ xài hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn cho cô. Diễn tả kế hoạch tương lai. À, diễn tả kế hoạch tương lai. Chọn đi. Rồi, hiện tại tiếp diễn, diễn tả kế hoạch tương lai là câu nào con? Hiện tại tiếp diễn là phải là gì? A. Am hoặc là y hoặc là a, sau đó sẽ cộng với một động từ thân in thì gọi là hiện tại tiếp diễn, diễn là kế hoạch tương lai. Chọn đi. Câu A hả cô? Câu A làm gì được? Câu A là will be mà sao được? Cô đã nói là hiện tại tiếp diễn đâu? Am a động từ thân in đâu? Cái nào có am a động từ thân in? Câu D. Câu D nhá. E having a job interview. Sẽ có một buổi phỏng vấn. Còn câu B á, mặc dù cũng là e giving nhưng mà ở đây động từ giving không được. Adrian sẽ được cho một buổi phỏng vấn nha. Sẽ dịch là sẽ có thì đúng hơn. Người ta đã cho buổi phỏng vấn rồi, ta lên lịch rồi. Rồi sang câu 40, bạn có thể xuống tàu hỏa ở cái chỗ bạn bắt vào cái địa danh thôi. Vậy thì sao? Câu A này, tàu hỏa dừng ở Brad. Câu B, tàu hỏa sẽ dừng ở Brad. Câu C, bạn có thể dừng cái tàu hỏa này ở Brad. Câu D, tàu hỏa này sẽ được dừng ở Brad. Câu nào nhỉ?
bạn có thể xuống xe ở chỗ đây. Thì đây là trong lịch trình của nó rồi. Lịch trình tàu xe rồi. Lịch trình tàu xe. Lịch trình tàu xe. Con sẽ xài hiện tại đơn cho cô. Hiện tại đơn đâu thì chọn nhá. Đó là câu A. Hiện tại đơn. Chọn câu A cho cô. Được chưa? Rồi xuống bài dưới nào. Tôi sẽ mang cho bạn một vài chi tiết về kế hoạch về chuyến đi cắm trại vào tuần sau. Xe đò sẽ đứng bên ngoài trường, sẽ đậu bên ngoài trường vào sáng thứ hai từ 7:30, lúc 7:30, và chúng ta sẽ khởi hành lúc 7:45. Vì thế đừng có tới trễ nhé. Câu 41 con chọn câu nào? Đằng sau will là một động từ nguyên mẫu đúng không? Cho nên con chọn câu nào? Cái nào nguyên mẫu hết rồi, giờ quan tâm là cái nào khởi hành. Khởi hành là cái nào? Sit up. Khởi hành, khởi hành. Khởi hành là câu set up này này, không phải là set up này đâu nha. Cái này là cài đặt, cái này là thành lập nha. Còn cái này là lên đường khởi hành nè. Lên đường khởi hành. Lên đường. Khởi hành. Còn cái turn up là xuất đầu lộ diện, là xuất hiện. Xuất hiện. Turn up tắt đi. Tắt đi. Còn cái set up là thành lập, bắt đầu thành lập. Rồi, chúng ta chọn câu B. There will be room. Ở đó sẽ có phòng trong xe đò. Cho một cái túi thôi. Vì thế đừng mang hơn một cái túi hoặc một cái vali. Bạn không cần phải mang theo lều hoặc là đồ ăn vì tất cả đã được chuẩn bị cho chúng ta rồi. Chuẩn bị đâu, cung cấp đâu. Tất cả đã được cung cấp. Cung cấp đâu. Câu D là cung cấp. Quanh vào câu D. Tiếp theo. It is often hot. Trời thường nóng trong cả ngày, nhưng nó sẽ lạnh vào ban đêm. So bring warm clothes. Vì thế mang theo áo ấm. Nếu mà chúng ta may mắn thì sao, mặt trời sẽ nắng, trời sẽ nắng và chúng ta sẽ có thể sử dụng hồ bơi ngoài trời ở chỗ điểm đến đó. Vì thế đừng quên mang theo đồ bơi. Câu 43 nào. Buổi cắm trại, địa điểm cắm trại là ở đâu? Ở đâu? Của miền quê. Vì thế nếu bạn có đủ cái không khí trong lành ở đó và có một cái xe buýt dừng bên ngoài cái bưu điện trong ngôi làng, tôi sẽ cái gì cho bạn khi mà chúng tôi tới đó. Rồi con chuyển sang câu 43, 44 nè, 45 nè, ba câu nữa. Rồi ngôi làng thì ở như thế nào so với miền quê? Cái địa điểm cắm trại thì như thế nào với ở miền quê? Chúng ta có thực khò là trung tâm, metro ở giữa, vì hai phía sau, ở mong là ở giữa. Chọn câu nào ta? Ở giữa miền quê đúng không? Chúng ta sẽ xài từ metro, in the middle of nha, in the middle of. Rồi vì thế vì thế các bạn sẽ có đủ không khí trong lành. Đủ không khí trong lành. Enough. Từ xài enough hay là xài mất ha? Có nhiều không khí trong lành đúng hơn đúng không? Enough không? Có nhiều hay là có đủ ta? Có đủ. Và ở đó sẽ có một cái xe buýt mà dừng bên ngoài cái bưu điện trong ngôi làng, trên đường, trên con đường á. Tôi sẽ chỉ cho bạn khi mà chúng ta đến đó. Tôi sẽ point it to you, chỉ cho bạn coi. Chỉ cho bạn coi khi mà chúng ta tới đó. Nha. Rồi xong, xuống bài này. For the last few months, trong những tháng cuối, chúng tôi đã dành
mỗi ngày thứ bảy trong căn hộ của tôi và làm và chẳng làm gì hết. Chẳng làm gì. Have done nothing more exciting than work at home. Làm việc ở nhà. Đọc báo, read the newspaper và watch television, xem TV. I had begun feeling bored with this and so last weekend I thought I would do something different. Tức là cuối cùng thì nó cũng thấy nhàm chán và cuối cùng nó tính là làm một cái gì đó. I rang up several of my friends. Tôi gọi điện cho một vài người bạn của tôi. And we decided to go to London for the day. Và chúng tôi quyết định đi London. I was really excited. Tôi rất là hào hứng, phấn khích. Vì tôi chưa bao giờ đi tới London từ khi tôi 10 tuổi. I was 10. We decided to go by car. Chúng tôi quyết định đi bằng xe đò. As this was by far, bởi vì nó khá xa. The cheapest means, và nó là phương tiện mà rẻ nhất mà chúng tôi có thể trả tiền được. Even though, thậm chí, it means that we needed to get up very early. Và điều đó có nghĩa là chúng tôi phải thức dậy sớm. Once in London, we decided to take a sightseeing tour. Khi mà tới London, chúng tôi quyết định đi ngắm cảnh nhá. Vì chúng tôi muốn see some of the famous building, một vài tòa nhà nổi tiếng. After the tour, sau chuyến đi, we bought some sandwiches. Chúng tôi mua một vài cái sandwich và ate them in a small park, và ăn chúng trong một cái công viên nhỏ. In the afternoon, two of us, vào buổi chiều thì hai trong số chúng tôi đi mua sắm, and the other và những người khác thì đi tới nhà rạp chiếu phim, nhà hát. We met up again, chúng tôi gặp nhau lại vào lúc 6:30 tối, và chúng tôi đi tới một nhà hàng nhỏ ở Soho. Cái bữa ăn thì rất là ngon, nhưng mà không may, it took much longer than we had expected, mất nhiều thời gian hơn chúng tôi mong đợi. Chúng tôi phải bắt taxi để quay trở về trạm xe buýt, trạm xe đò, gọi là bến xe. Luckily, may mắn thay, chúng tôi đã tới đó trước 2 phút khi mà xe đò rời đi. Còn đủ 2 phút để leo lên xe. Và chậm mất 2 phút là tiêu đời, khỏi về nhà luôn, chờ ngày hôm sau. Rồi, chúng ta coi câu 1 nào theo như đoạn văn thì tác giả sao. Câu A, luôn luôn dành thời gian cuối tuần ở nhà. Câu B, đi tới London với một ngày vài người bạn của anh ấy. Câu C, sống ở London trong 10 năm. Câu D, cảm thấy nhàm chán với cuộc sống. Chọn câu nào? Oh. Hả? Chọn câu nào? Câu B rồi không? Đi tới London với một ngày người bạn. Rồi, ok. Nào, bây giờ chúng ta coi lại câu đây nhá. For the last few months, trong một vài tháng trước á, thì tôi dành mỗi ngày thứ bảy trong căn hộ của tôi và làm việc ở nhà, đọc báo, xem TV. Chúng ta coi này, câu A này, luôn luôn dành ngày cuối tuần ở nhà. Cái này á, không phải là luôn luôn mà chỉ là vài tháng trước và nó dành thứ bảy thôi, đâu có thành chủ nhật đâu, đâu có nói chủ nhật đâu, nên câu A không chơi được. Và câu C nó chỉ bảo là lúc 10 tuổi nó đã đi tới London một lần chứ không phải là sống ở đấy. Và câu D cảm thấy nhàm chán với cuộc đời. Ở đây nó nằm bảo là sao? Tôi đã bắt đầu cảm thấy chán với điều này, và vì thế vào, tức là có một thời điểm bất ngờ nó nhàm chán thôi chứ không phải là nhàm chán với cuộc đời đâu ha. Rồi chúng ta chọn câu B là đúng nhất đấy. Rồi, sang câu 2 này, anh ấy cảm thấy quá phấn khích về chuyến đi tới London bởi vì câu A, anh ấy đã không tới đó trước đây. Câu B, anh ấy đã tới đó trong 10 năm rồi. Anh ấy đã không tới đó 10 năm rồi. Không phải 10 năm mà khi nó 10 tuổi, bây giờ nó bao nhiêu tuổi mình đâu biết. Đâu phải là 10 năm đâu. Rồi, bỏ qua câu B luôn. Câu C, anh ấy đi tới đó cách đây 10 năm. Câu D, anh ấy đã không đi tới đó trong một thời gian dài. Chọn câu nào? Anh ấy cảm thấy rất là phấn khích về chuyến đi tới London. Câu B là chúng ta loại rồi nha, vì nó khác, nó không đúng rồi này. Vứt câu B đi này. Câu A, anh ấy đã không tới đó trước đây. Anh ấy đã tới một lần vào lúc 10 tuổi, chúng ta đọc này. Đây này. Tôi thực sự phấn khích vì tôi đã không đi tới London từ khi tôi 10 tuổi. Từ khi tôi 10 tuổi là tôi không có đi tới London nha. Rồi chọn câu nào đây? Anh ấy đã đi tới đó cách đây 10 năm là đúng hay sai? Sai luôn, đâu phải 10 năm đâu.
À, anh ấy đã không tới đó trong một thời gian dài, chặn câu D cho cô. Câu 3, tại sao họ quyết định đi bằng xe đó? Câu A, bởi vì có thể trả tiền được, nó có sẵn, available, nó có sẵn. Câu B, bởi vì họ muốn bắt đầu sớm. Sai ha. Câu C, bởi vì những phương tiện khác thì đắt hơn. Câu D, bởi vì nó là một trong những phương tiện mà hiệu quả nhất. Rồi, chúng ta chọn câu C. Nha, bọn này nó đi cho rẻ, mặc dù dậy sớm nó chấp nhận đấy. Rồi, sang câu 4 nào. Câu nào dưới đây là đúng? Tất cả bọn họ đi mua sắm, đúng không? Trước khi đi xem phim. Lúc này chúng ta đọc là có hai thằng đi mua sắm, còn những đứa còn lại thì đi xem phim, con thấy không? Đây nè. Two of us nè. Two of us in the afternoon. Two of us went shopping and the other went to the theater. Vậy là hai đứa đi mua sắm, còn những đứa còn lại đi xem phim. Cho nên cái câu này là vứt. Câu A là vứt đi. Gạch luôn. Rồi câu B nè. Họ đã đi ngắm cảnh ở London và sau đó thì ăn trưa. Câu C, họ ăn trưa trong một nhà hàng nhỏ, có đúng không? Ăn trưa ở đâu? Mua sandwich ra công viên ăn chứ gì đấy. After the tour, we bought some sandwiches and ate them in a small park. Ra công viên ăn, chứ không phải vào nhà hàng ăn, vứt luôn. Rồi, họ rời thành phố vào lúc 6:30 chiều, đúng không? Đọc nào. 6:30, chúng tôi đi ăn ở nhà hàng nhỏ, à nhà hàng ở Soho. Vậy thì câu này sai luôn. 6:30 còn đi ăn cơ mà. Rồi, chọn câu B. Sang câu số 5 con. Cái gì có thể suy ra từ bài đọc rằng câu A, họ hầu như là bỏ lỡ, họ gần như bỏ lỡ chuyến xe bởi vì bữa ăn. Câu B, họ đã không thích bữa ăn trong nhà hàng nhiều lắm. Sai, không thể nói. Câu C, xe đò vừa mới rời đi khi mà họ đến. Sai nhá, họ vẫn bắt được xe mà. Câu D, họ bỏ lỡ xe đò và không có và phải bắt taxi quay trở về. Sai nhá. Chúng ta chọn câu nào? Họ gần như là bỏ lỡ mất chuyến xe vì bữa ăn. Gần như thôi, hầu như thôi, nhưng mà thực sự là vẫn tới kịp. Rồi xuống bài dưới. Tôi không thể đi xa thêm nữa. Rồi bây giờ làm gì? Chúng ta sử dụng những cái động từ này. Increase, gia tăng. Rồi điền vô này. Tăng này. Làm hết cái đề này nghỉ. Tít là dạy này. Đề dài quá ha. Sit là ngồi. Complain. Complain. Phàn nàn. Star bắt đầu. Meet là gặp. Stop là dừng. Answer trả lời. Play là chơi. Get là đến. Bây giờ điền vô. Điền rồi chia động từ luôn. Tôi không thể đi xa hơn nữa. Tôi ngồi trên cái ghế này một lúc. Tôi for a while. Điền cái gì đây? Hoàn. À, cái những cái này ám chỉ future là tương lai. Chúng ta chia thì tương lai con ơi. I will sit on that bench for a while. Câu 2. Cái trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ ngày mai. Có lịch trình rồi. Chúng ta xài cho cô thì tương lai gần. À thì gì? Hiện tại tiếp diễn chính là tương lai. Vậy là is starting. Tôi hy vọng rằng bạn có thể tới đó. Câu 3, dịch vụ này rất là chậm. Tôi sẽ nói cho người quản lý nếu mà họ không phục vụ sớm. Đây là I will nói đâu, có từ nào nói không con? Phàn nàn. Rồi sang câu số 4. Tôi, I have a right to be heard and no one. Cái gì á? Không có gì cơ. Gì mà cười hố hố vậy? Nãy giờ đi đâu? Không có gì hết cô. Nãy giờ chắc coi phim rồi, chết rồi. Tôi có quyền được nghe và không ai có thể sao? Putting my side up the argument. Cái này sai gì ta? Bỏ đó đã. Câu 5, hai người leader, hai người hướng dẫn, hai người sếp sẽ gặp nhau để nói chuyện vào chiều nay. Rồi cái này lịch trình rồi, xài cho cô A. Meeting.
Câu 6, ngân hàng vừa mới thông báo rằng nó sẽ gì, gia tăng lãi nhá. Vào ngày mai ở đây sẽ là will increase. Tiếp theo, are you, bạn gì, câu trả lời, câu hỏi của tôi chưa, bạn đã trả lời câu hỏi của tôi chưa? Are you answer gì, answering? Câu 8, tôi phải thức dậy sớm vào ngày mai. Tôi vì tiết học vật lý vào lúc 8 giờ mai. Tôi sẽ dạy á. Tôi sẽ dạy I am teaching. Rồi trước khi tôi nộp đơn xin việc thì tôi đã thông tin về nó, tôi đã tìm hiểu, tôi đã lấy thông tin về nó. I will get more information about it. Brazil sẽ chơi với cái này là lịch trình rồi, kế hoạch lịch trình rồi. E playing rồi, tiếp tục nào, xuống bài dưới nào, nhanh hết bài nghỉ rồi. Hãy nhìn đám mây đen kia, trời sẽ mưa. Is it going to rain? Going to rain. Rồi, cuộc họp của chúng ta vào ngày mai, chúng tôi sẽ có, we are having a meeting tomorrow. Có một bữa tiệc ở nhà của Mary vào tuần tới. Mary sẽ có một bữa tiệc. Mary is having a party at her house. Rồi, khi nào thì John và Mary đám cưới nào? When are John and Mary getting married? Đó. Xong. Được chưa? Vâng. Rồi, nghỉ nha. Thứ hai học tiếp. Nhiều cô. Thứ hai học sớm luôn.